trừ mất 100 cúp, thế là đang ở vực đau khổ á. Vẫn trừ à? Ô thanh niên này vẫn à, đây đang ở sen đỏ là 1.600 cúp này. Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với video sâu ảo. Lần này thì mình sẽ sâu ảo của bạn có nickname là muốn có người yêu. Ok, vậy thì mình sẽ giúp bạn có người yêu nhé, bằng cách là mình sẽ để link Facebook của bạn dưới phần mô tả của video này. Bạn nào mà cũng có nhu cầu muốn có người yêu giống như ông này thì có thể liên lạc vào đường link Facebook giúp mình nhé. Ok, vừa được sâu ạc mà lại vừa có người yêu thế này thì úi giời ơi, sướng thế còn gì nữa. Rồi, album này thì lên tàu được 460 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. Thì sao? Thì sao? Ôi, sao làm pha lên. Ok, muốn có người yêu là nông dân không đồng, không có cày cuốc gì cả. À nhầm, sorry, không có nạp nhưng mà cày cuốc khá là chăm chỉ. Bao nhiêu ngày nhỉ? Ô, mình vừa sâu xong mình lại quên. 460 ngày, 460 ngày thì là nhiều hay ít ta? Kiểu nửa vời ấy. Không nhiều quá mà cũng không ít quá, cũng không phải gọi là newbie nữa. 400 mấy ngày chơi được hơn 1 năm rồi, không còn một cái gì newbie ở đây nữa cả. Nhưng mà cũng chưa chơi lâu. Ok, để xem những vật kia đang ép mà bạn ấy chưa có nhá. Đầu tiên là Silver Wing của bạn này thì chưa có. Ừ thì chưa có mà. Aponia với lại Mobius Nick nữa. Thì ở đây có một hai và Vakira DPS băng này, DPS điện và DPS băng. Trong đấy thì có hai Vakira, ba Vakira đang ở trong TS cộng. Wow. Rồi, để xem nào, xem dàn Vakira của bạn này. Vậy thì mình sẽ sâu từ Grisel trở đi nhá. Grisel thì bạn này có cày lên 2S, có cây Elixir Archer với lại Tod Tesla Midbot Kazene. Grisel thì là Vakira support vật lý, chủ yếu là dây cho địch trạng thái debuff là tụt máu 3 phần 4 rồi, khá là mạnh. Cầm đi làm support nếu như bạn này có hơi chơi xem tiền. Eden, ui Eden bay luôn. Ezio Paradise với lại Fuse Hander. Cày quá khủng khiếp nhỉ. Bây giờ của mình thì vẫn chưa lên được 3S đâu. Mình thấy cày mấy Vakia rank A như kiểu là ADN, Glacier các thứ lên 3S nên nó rất là lâu và nó tốn rất là nhiều thời gian luôn. Aponia thì bạn này chưa có mở khóa. Caron Pepper thì sao? Caron Pepper thì bạn này cũng có cày lên 2S, có cây Nine Eye cái gì đấy, sao lại top bot lêu lêu này. Ở bạn này chỉ có một cái mid Patez thôi, top mid Zinsentang với lại lắp full sẽ Oslock luôn. SS và có cả bộ skin vuốt đêm. Bộ skin này thì mọi người lấy ở trong Anniversary, à nhầm, lấy ở trong Event Tiêu Pha Lê phiên bản 5.7. 5.7 nhá, lần trước thì mình có nói nhầm là phiên bản 5.5 nhưng mà chính xác là nó ở phiên bản 5.7 cơ. Thúy Vũ là hoa. Ok, Caron Pepper, người trần truồng, không có cái gì cả, không có gì hết. Không có gì có nghĩa là nothing. Ok, Ocelot với lại full set Ocelot. Ờ thì full set Ocelot mà. Support lực chùa, Mobius thì rắn chúa chưa có mở khóa. Elisa của bạn này thì SS1 này, có kế hoạch cuộc quá khứ thơ tình level 50. Bạn này level bao nhiêu rồi? Level 88 rồi đúng không? Ok, full set Elisa, ô có chấn luôn. SS1 luôn, ô kìa bạn, sao thế sao lại không nâng kế hoạch của quá khứ này lên level 65 đi trời, năng thiếu à? Rồi nâng lên bắn cho hơi bị rát luôn. Elysia lại còn sắp có form mới nữa, hai Elysia liền. Elysia là anh kiệt trục hỏa duy nhất có hai form nữa mọi người, bởi vì Elysia là hơi trừ, còn mấy anh kiệt trục hỏa khác thì đi đằng ấy hết rồi. Tạo cho nhờ, cốt truyện là tạo thật nhiều, Vakira tạo thật nhiều nhân vật, tạo cho thật là nhiều cảm xúc rồi cuối cùng là bay màu hết. Wow, thật là trong sáng và tích cực. Tích cực luôn đấy. Ok, địa văn ban đêm. Full chưa? Thiếu cái boss nữa là bạn này cũng full chắc quăng dân di suýt chỗ là Vakira support điện này. Bạn này có ADN 3S full gear. Team vật lý, à nhầm, cái gì đang nói đến team điện mà. Team điện của bạn này thì khá là ổn rồi. Cứ hai Vakira support full gear là thơm. DPS có hay không thì mình chưa cần biết. Trời ơi, cái gì đây, sao thương quán tinh sao nhân mã này. Kỵ sĩ thương, ok. Dudu Palatinus của bạn này thì chưa có đồ, nàng laptop bot Elysia với lại mid biến ca sân khấu. Đây rồi, Dientora. Full set Shakespeare Attrib, nhưng mà đấy không phải điều mình quan tâm. Cái set Shakespeare phiêu bạc đấy nó rất là dễ hay lạch red ra, và mình mỗi lần mình lạch red ra là mình muốn khùng lên luôn. Mình muốn phát điên lên. Không ai muốn cả. Ok.
BKE thì sao? BKE thì ủa sao lắm ủa à đây đây có đúng một cây xong rồi dùng cho nhiều nhân vật giống mình. Chỉ có duy nhất một cây Primax Level, thế là bất kỳ ra nào cũng được cầm, cũng chưa có đen, cũng chưa có hắc uyên mệnh hoa. Thế thì hai DPS vật lý của bạn này đều chưa có luôn, thế thì cầm Elysia làm DPS vật lý ư? Nhưng mà quan trọng bạn này có hơi chưa chém tiền chưa? À bạn này có rồi mọi người ơi, có rồi có rồi. Kalen thì sao? Dạ Esakura thì sao? Một con cá mặn, hình như mình nhớ không nhầm là trong Genshin cũng có một cái cây nó hình con cá như thế này. Lần trước mình có lướt qua được một cái video Genshin Impact, thế là mình thấy cũng có cây đấy. Mình kiểu wow, không ngờ bên này cũng có con cá. Ok, vùng đất trừng phạt phản kích đúng là kiểu trời ơi, cái gì nhà mình đây nói gì mình quên mất rồi. Hai game một mẹ đẻ ra mà, game này nhái game kia nhái game này. Đấy mình nói là cả hai game nhái nhau chứ mình không nói là game nào nhái game nào đâu. Ok, Spinatera ra thì SIS được 1438, có cái chân level 65 với lại full set Rana. Ok, bạn này có một DPS lửa robot khá là mạnh rồi, full gear. Buff làm gì có ai buff nhiều bằng set Rana đâu. Fallen Rosemary thì rank SS2, có cây diên vĩ top. Full gear chưa? Bạn này có một cái top thôi mọi người, đang lắp full set Thunder. Fallen Rosemary thì cày lên tầm độ 3S đi, cây diên vĩ level 65 thì bạn ấy có thể là cầm làm DPS luôn. Chắc chơi chưa, support nhảy lên làm DPS giống như kiểu hơi chơi xem tiền đó. Phu hua hơi chơi xem tiền, bạn ấy có ron được ra rồi, có Broken Sword với lại tao kẹo mít mấy bon new. À đâu, đã có Broken Sword đâu, đây là set đây là cây ở vùng đất vô tồn, top kẹo mid mây bot new cầm đi làm support vật lý rất là mạnh, không có là chỉ có thọt thôi. Và chắc chắn là ở phiên bản sau chấm không mình hứa là mình sẽ roll hơn chơi xem tiền, cái này là mình thề luôn. Bởi vì có một trong hai nhân vật thôi, hoặc là hơi chơi xem tiền hoặc là Elysia thì mình sẽ roll cả hai, nếu như may mắn thì mình sẽ có cả hai, còn nếu không thì mình sẽ có một, chắc chắn là sẽ có một rồi. Nhưng mà ước gì là có cả hai, bởi vì ở phiên bản mấy phiên bản này thì mình khá là đen rồi, chắc đến phiên bản đấy thì mình cũng không mong là x1 phát ra luôn, nhưng mình nghĩ là ước gì là nó ra sớm và sẽ sở hữu cả hai nhân vật, nó có thêm cây chấn của Elysia nữa thì càng tốt. Nhưng mà có vẻ là hơi bị tham lam quá không. Địa màu tươi, địa màu tươi lắp thêm top mid jean bot new là chuẩn sách giáo khoa rồi đấy. Top mid jean này Crusher Bunny Hazoboni support bang 2S, hơi chơi Brisson rank S2, không có đồ. Người trần truồng có đồ có Ana nhưng mà không có cây vùng đất cái gì vùng đất gì vùng đất chân lý. Hơi chơi Thunder rank S1 cũng sắp được, sắp chúng ta có thể sắp mua được 60 mảnh trong shop chiến trường ký ức rồi. Ok, thất lôi định tội Naku Narukami level 60 và với lại full set Bernadette thức tỉnh. Bạn ấy có cả bộ skin mưa xuân và mưa vẻ báo xuân, lâu lắm rồi mình không lắc lắc chuông của mọi người ơi. Lần này thì lắc nhìn có vẻ là rõ hơn lần trước. Hơi Thunder DPS điện rất là mạnh luôn, bà hoàng bám meta, cứ tưởng là out meta rồi cuối cùng đùng một phát cho cây chân mới, thế là lại đá bay mấy DPS điện khác giống như kiểu Aponia chẳng hạn. Bây giờ con boss duy nhất Aponia gọi là best seller đó chính là Lý Tố Thường, nhưng mà Lý Tố Thường cũng ít reroll lắm mọi người. Ok, có cây vùng đất chân lý, à nhầm vùng đất dược lửa top bot Murata Himiko kẹp mid Thalid 3/4 chắc chắn là sẽ rất là mạnh luôn. Hercher of Flame Chan sẽ giống như kiểu là Hercher of Human, hai nhân vật rất là mạnh luôn. Ok, do là bạn ấy mới chơi có 400 mấy ngày thôi cho nên là bạn ấy đang có 5 cây Paris rất vàng và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ từ nhé bạn ơi, bạn đừng làm cái điều này nhé. Video nào mình cũng nói rồi, tốt nhất là bạn nên dồn vào cho một số cây đi chứ đừng có nâng cây nào cũng vary như thế này, thật sự mình không khuyến khích đâu, thật sự rất là sai đấy. Ok, để xem xét với thầy nhé, bạn này có một set full này, hai set full này, ba set này, bốn set này, năm set này, sáu set Anna, bảy Benedict, tám Fuhua Magritte. Ok, có 8 set full rồi, một cái bot new, một cái mid mây và một và rất là nhiều set 3/4, một set này nói chung là nhiều set 3/4 nữa, cũng khá là nhiều set với thánh rồi, như thế là nhiều mà 2007 hết sạch pha lê luôn.
Bây giờ mọi người để dành vẫn kịp mà, kịp cho phiên bản 6.0 đấy. Còn 6.1 thì thừa sức rồi. Ở đây thì tuần trước bản này xếp hạng 8,95%, Remesta 30.000 điểm. Cầm Vientura, ok, Kasumi 30.666 điểm và HOD là mô hợp cầm mắm lửa, chưa có PE đúng không? Trừ mắm 100 cúp thế là đang ở vực đau khổ quá. Vẫn trừ à? Ô thanh niên này vẫn à, đây đang ở sen đỏ là 1.600 cúp này. Lít 21.463, 21.000. Ủa cái bảng của tôi mọi người vẫn còn có ông đánh được trên 700 mà nhìn phát sợ luôn. Bảng này thì toàn 650, 400, bao nhiêu lâu nữa? 5 tiếng nữa hôm nay tổng kết rồi. Ok, muốn có người yêu. Muốn có người yêu nha, mình sẽ đến bảng thứ hai đời. Ok, mình đã quay trở lại với arc thứ hai rồi đây. Arc này thì có bạn có nickname là Haru Bần Đông, các bạn này thì level 80. Level 80, không biết là bạn ấy có định đột phá cho bạn không. Ôi rồi ôi. Mới lên tàu được có 89 ngày thôi. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 2022. 2022, có là năm nay hả? Ờ đúng rồi, 89 ngày mà gần được 90 ngày. Thế cũng vừa mới hết cái bên tân thủ thôi. Nói chung là đây là một newbie. Và mình khuyên thật lòng là đừng đột phá siêu hạng, xin đấy. Có kể cả có well đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không nên đột phá siêu hạng đâu. Các bạn chơi còn tầm độ hơn một năm hoặc là tầm độ 500 ngày gì đấy là nên gọi là đột phá siêu hạng được rồi. Còn à, rồi sáu mấy ngày, tám mấy ngày đột phá siêu hạng là chỉ có chết dở thôi. Trời ơi, lên đấy mấy con well chúa nó đập cho không không trượt phát nào luôn. 16.000 pha lê rồi này. Ủa làm gì ta tự nhiên quên mất. Sâu bạc nhiều quá giờ không biết nên sâu cái gì luôn. Ok, ạc bạn này thì nạp 6.335 pha lê rồi. 6.335 là cũng 2 triệu có nạp BP. Vừa nãy thì mình đăng nhập thì bạn ấy vẫn còn chưa vào cơ. Mình nhận quà, sau đó nhận thẻ tháng luôn. Kiên trì 7 ngày, ngươi rất giỏi. Là sao? Bạn ấy có nạp BP này. Trang phục đợi ta nạp Shakespeare Trip. Có mua cả bằng chứng tiếng Anh luôn, có cả nạp. Ôi, bây giờ mình nhớ là mình hết mất thẻ tháng rồi, không biết là còn nên làm hay không. Bạn nào donate cho mình cái thẻ tháng đi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà đã donate cho mình. Nghèo quá không có tiền mua thẻ tháng. Bây giờ mà không mua thẻ tháng thì không biết là 6.0 với lại 6.1 lấy cái gì mà ron đây. Cái con iChan thật sự không hiểu nó nghĩ gì luôn. Nó kiểu chơi đùa can trồ. Ok, do là bạn ấy mới chơi cho nên còn thiếu rất là nhiều Valkyra luôn. Ở đây thì mình sẽ show ra những Valkyra nên run đầu tiên nhé. Đầu tiên là hơi chơi Thunder thì là Valkyra DPS điện. Cố run thêm cây thất lôi vang định tội nữa thì khá là thơm. Sivuwing thì là Valkyra DPS băng nhưng mà thôi. Tạm thời thì cứ cất Sivuwing đi đã. Bạn ấy nếu như chưa có DPS băng thì mình nghĩ là bạn ấy nên run hơi chơi Human sắp tới được ra mắt ở phiên bản 6.0 đấy. Mà tầm độ 80 ngày nữa, hơn 80 ngày nữa là bao nhiêu? Là gần 3 tháng nữa cơ. Gần 3 tháng thôi chứ, để chưa đến 3 tháng đâu. Bây giờ thì hết phiên bản 5.9 là 42 ngày. À đâu? Ủa? Đây là hết phiên bản 6.0 mà sao? Hết phiên bản 5.9 là tức là có hơn 42 ngày nữa thôi, tức là tháng sau gì đấy. Là run thêm hơi chơi và human nữa. Ở đây thì đấy bạn cũng có thể run PE, PE thì là Valkyra DPS vật lý. BKE thì cũng được, BKE bây giờ cũng chưa hẳn là hết đơn diễn đâu, cầm BKE cây hóc bên bề hoa nữa vẫn dùng được mà. Mobius biết thì là Valkyra DPS điện này, Apunia cũng là DPS điện này, một trong hai nhân vật này thì nhân vật nào cũng được. Thích vếu to thì Apunia, thích lươn chúa thì Mobius. Tùy khẩu vị của bạn thôi, bạn ăn mặn thì bạn chọn mặn, mình bạn ăn nhạt thì chọn cái nhạt thôi. Hasobuni thì là Valkyra support băng, cái này thì nhất định phải cày nhá. Không cày thì lấy cái gì support hả trời. Ok, ở đây thì mình thấy bạn ấy có ron được ra hai con gà mạnh nhất game rồi. Cả gà điên với lại gà mực. Còn đây là Hunter Flame Shine luôn này. Ba Valkyra rank S rồi. Ok, mới chơi có 90 ngày được ba Valkyra rank nhất thế là cũng rất là nhiều rồi, rất là nhiều nhé. So với nhiều thanh niên chơi từ 2018 thì có khi chơi cả năm trời chưa có Valkyra rank S nào. Còn không biết mùi Valkyra rank S là gì luôn á. Không hiểu sao hồi đấy cày cuốc kiểu gì, hồi đấy cũng mới chơi, cũng chẳng có người hướng dẫn gì cả cho nên là chấp nhận thôi. Hồi đấy ngu ngơ lắm. Chơi game kiểu tổ tiên mách bảo ấy. Ravian thì bạn ấy cày sắp lên 3S rồi, cầm full set full nhạc sư đó. Cứ mới chơi là cứ quất rồi mấy Valkyra support thì cứ quất set full nhạc sư cho mình. Ravian sắp lên 3S support lửa cho Vân Mạc Lân, à nhầm,
Bạn ấy có Raven này, Vân Mạc Đăng Tâm này, với lại Mắm Lửa. Thế là bạn ấy có một team lửa rồi. Bây giờ mình thấy kiểu hay xây dựng một cái đội hình theo team thì ok hơn. Top biên ca sân khấu Mid Dicken và Bot Elysia. Trời ơi, Cleo sắp mic đầu hơi bị khủng khiếp ấy nha. Cũng được, cái công chúa ngủ trong rừng. Mới mới chơi thôi cho nên là không có gì phải ngại cả. Khóa vô tồn Broken Sword. Wow. Cái này là wow thật nha. Full Broken Sword support vật lý mạnh nhất game. Không ai bằng luôn. Gà điên là số 2 thì không ai số 1. Chuẩn luôn. Cái này là câu nói trường tồn luôn đấy mọi người. Full Minecraft top mid thiếu một cái boss là bạn ấy cũng full rồi. Vân Mạc Đan Tâm thì support lửa điện băng. Mình nghĩ là đầu tư. Ủa rồi bạn ấy lấy Vân Mạc Đan Tâm từ đâu ra nhỉ? Bên nó tiếp tế tự chọn đi. Ở phiên bản 5.5 ư? Thật hả? Chứ bây giờ dạo này làm gì có banner của Vân Mạc Đan Tâm đâu. Mấy bạn newbie mà có Vân Mạc Đan Tâm khá là khó, bởi vì bây giờ cái rate Vân Mạc Đan Tâm ấy nó rất là ít reroll luôn mọi người. Còn Mắm Lửa thì cầm ở vùng đất rực lửa với lại full sắc tay Miko. Bạn này có Mắm Lửa full gear này, hơi chờ xem tiền full gear hai Valkyra mạnh nhất game thì chả hiểu là bạn này đào đâu ra pha lê luôn. Thật sự nhiều khi Ron Ron ạc newbie không hiểu luôn. Ron full gear hơi chờ xem tiền nhá, Ron full gear cả Mắm Lửa nhá. Thật sự bây giờ mỗi Valkyria không hiểu là bạn ấy phải tốn bao nhiêu pha lê vào đây rồi. Tốn rất là nhiều. Đấy xong còn đoan thêm cả Vân Mạc Đăng Tâm nữa chứ. Trời ạ. Thôi nói chung là bạn nào mới chơi thì cứ như bạn này này. Có hơi chơi xem tiền full gear, Mắm Lửa full gear. Thế là arc thơm. Thơm còn hơn cả hoa sữa nữa. Carbon Pepper thì là Valkyria support phá giáp. Muốn cày thì cố đoan cây trấn với lại cái mid Paganini. Paraferrit, Mid May, Mid Zi Sen Tam, Bot Vodanja, Thử Sinh, Ngân Dực. Paraferrit bé mèo thì là Valkyra support bang. Nhưng hiện tại thì mình chưa thấy bạn ấy có DPS bang. Còn Valkyra support nào đâu. Bạn ấy cũng có thể đổi lấy cây giá treo điệu máu trong Short Space. Còn đây là Fischl, công chúa định tội. Một sản phẩm mà collab Genshin Impact. Thì chưa có đâu. Support điện. SA thì là support vật lý. Đó, mình thấy team lửa của bạn này khá là ok rồi. DPS vật lý của bạn ấy khá là ok rồi. À đây, chắc là mình nghĩ là bạn ấy cầm team này này. Đây, đây. Bây giờ xây dựng nốt team băng và team điện nữa là thơm. Cũng không có lệch đồ ra nhiều nhỉ. Xét với Thánh thì được. Ron full gear nó rất là khó. Ủa rồi, đây này. Mày lệch ra rất nhiều đồ này. Bot Hander này. Đấy, Mid Bot, Silver Wing Bot này. Full gear này. Đấy, lệch được ra cả Bot Tegernier luôn. Broken Sword. Đấy, chắc là mình nghĩ là ở đây Ron hai cái set này thì là mình được ra một đống đồ như này. Đó, nó sẽ lệch ra rất nhiều đồ chứ nó không hề dễ dàng gì cả. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 17,5%, Kasumi thì không đánh cho nên là điểm khá là thấp, 67.274 điểm. Vực thì đang ở vực lượng tử đa tạp, lượng tử điểm lượng tử sen đỏ thì không có đa tạp. Cầm team Mắm Lửa, Vân Mạc Đăng Tâm với lại Raven, team lửa mãi đỉnh. Ok, mọi người thấy arc của bạn là Haru Bần Nông như thế nào có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.